Rồi video này chào mấy bác nha. Bên em mới nhập về một con đời cực cao luôn, mà giá rất là vừa phải nha. Trợ lực lái 320, xe đẹp từng cm luôn. Mới về luôn, mới rớt xuống là đưa em nó ra đây luôn. Một con Yang Ma nha, 3220. Rất đẹp nha. Mới rớt xuống cái là đưa ra đây làm video luôn cho mấy bác. Cho mấy bác đam mê dòng xe này. Đời IM 3220 số vô lăng nha, đời hiện đại nha. Rất là đẹp. Tuyệt vời luôn nha. Cái xe này mới có coi đây nha. Xe này dàn chân là lốp sau lốp mới luôn. Còn này mấy bác coi này. Đó, cái độ mới của cái con này gần như không có luôn nha. Gần như không thể có một cái xe nào mà mới hơn. Gần như không thể có được xe nào mới hơn con này hết nghe mấy bác nha. Con 320. Mấy bác coi cái đùi nữa này. Đây là do đất Nhật nó bám, bọn em vừa xịt rửa ra thì nó văng lung tung thôi. Rất là đẹp. Một con 3220. Kiếm còn treo lên đây luôn này. Bọn em vừa xuống công là đưa nó ra đây luôn á. Đây là kiếm đây còn dắt trên đây luôn nha. Chưa hạ nó xuống. Đấy, chỉ cần hạ nó xuống là nhìn cái xe rất là đẹp nha. Nhưng mà tiện này thì làm video luôn, treo lên này đi cho khỏi vướng. Từ những cái tai ben, các bác coi từ những cái tai ben này. Rất là bài bản. Đồ Nhật mà được chiếc như này về như này không phải đơn giản đâu nghe mấy bác nha. Con 320. Nguyên bản của Nhật. VIP Pro luôn. Đây nhá, mấy bác coi này. Hai bên đùi nó nhìn là hiểu được cái xe nó còn chất lượng như nào nha mấy bác nha. Mà giá rất là rẻ, cho em báo cho. Đẹp xuất sắc luôn, hồi giờ có con nào đẹp qua con 320 nữa hết á. Mà giá của nó rất là rẻ, móc hậu này. Mấy bác coi có móc hậu này này, còn như này luôn này. Là hiểu được cái xe như nào nha. Đấy. Mới tinh. Mới leng keng luôn. Mới leng keng luôn. Dàn gầm nữa này. Cái xe này, dàn gầm nữa này. Đất Nhật còn bám lung tung hết. Em đưa ra đây là em bán luôn. Xịt ra một phát là xịt tưng luôn á. Cái xe này gần như chưa có dấu vết gì. Xịt cũ theo thời gian. Đào không ra được cái chiếc như thế này luôn. Em khẳng định 320 chiếc này đẹp nhất. Cái đuôi chuột này sẽ không đi theo cái máy đâu nghe mấy bác nha. Đuôi chuột bên em là mở lại hết. Chứ mất công mấy bác kêu quay lên thấy đuôi chuột này là gỡ ra thì đúng. Bên em sẽ gỡ ra cái đuôi này. Còn không đi theo cái đuôi đó nha. Nói trước vậy luôn á. Rồi đuôi đó là để ráp dàn sới. Còn nếu như mấy bác mà mua dàn sới thì có đủ. Không thể có một chiếc nào đẹp hơn chiếc này. 320. Rẻ, đẹp, bền. Những cái ốc này này, còn 7 màu luôn nha. Đây mấy bác coi này, ốc ếch này. 7 màu hết. Đây, ốc đây 7 màu luôn. Nguyên bản, nguyên rinh. Nguyên rinh nha. Còn đấy, mấy bác thấy chưa? Cái xe rất là chất lượng. Lốp sau mới luôn. Do bên Nhật nó phơi nắng phơi mưa thì bên em đã thay cho nó một cặp lốp mới. Mới hoàn toàn luôn nha. 14.428 nha. Lốp trước thì mòn rồi nhưng mà vẫn còn chạy tốt lắm, chưa nứt. 816. Xe hai cầu trợ lực lái nha. Đây ốc này. Bác coi dàn ốc nữa này. Dàn ốc nữa này. Là hiểu được cái xe như nào nha, chứ không cần quảng cáo nhiều, gần như chưa sử dụng luôn. Đây dàn ốc sau đây. Mấy bác coi dàn ốc sau của nó đây. Đây nha.
là hiểu cái xe như nào nghe mấy bác nha, quảng cáo nhiều mấy bác lại chửi em. Ốc mâm mà nó còn như vậy luôn. Đây, đời này số vô lăng. Lại cái mở của nó là ở đây. Để em mà cho mấy bác coi có tình trạng động cơ em đó. Đây nha. Động cơ chưa có một dấu nào gọi là dấu bung nghe mấy bác nha. Còn nguyên bản mới luôn. Máy là mới tinh luôn. Mới mà không tì vết luôn. Thấy không? Chưa dọn rửa kỹ luôn nha. Mới luôn á, cái xe gần như là mới luôn. Rất là đẹp. Một con 3220. Số vô lăng đời mới hiện đại. Hết nước. Gần như không thể có được chiếc nào mà như thế này được. Trên đây thì nó chóc thôi. Đó, chứ cũng chưa bung một cái nào hết. Nhưng mà do lớp sơn của nó thì nó bóc, nó chóc thôi. Còn ngoài ra cái mặt đây này, cái đường răng này rin luôn này. Cái đường răng đây này, mấy bác coi này. Đường răng của nó còn rin luôn nha. Chưa có vết đục cà lê luôn. Đục cà lê vô là cái đường nó mất ngay. Đây. Là hiểu được cái xe như nào nghe mấy bác nha. Rất là đẹp, rất tuyệt vời. À, đào không ra được chiếc nào đẹp hơn chứ. Khẳng định luôn. Nó heo dầu bếp dầu trong là như mới luôn. Rất tuyệt vời nghe mấy bác nha. Một con Yamaha 3220 tuyệt vời, đẹp từng tí một. Tuyệt vời luôn nha. Gần như không có đối thủ luôn nha mấy bác nha. Cái xe đời IM số vô lăng. Đây, xi nhan xi nhít còn được gần như là mới luôn nha. Đấy, tem thông số. Tem thông số của em đó. Rất là đẹp. Isuzu Yamaha đã chạy 1232 giờ. Rất tuyệt vời. Còi còn luôn. Xi nhan thì bọn em đấu lại. À, có sáng này. Do nó nắng quá không thấy. Đây có sáng nha mấy bác nha. Con 320 rất tuyệt vời. Không thể chê được. Đây bát thắng còn ở đây. Còn gần như là mới luôn nha. Mấy bát bói không ra được cái xe như thế này. Khẳng định luôn. Đây cần ga nó đây. Bói không ra được cái xe như thế này. Khẳng định luôn. Bởi vì cái xe nó quá mới. Và đời này gần như không thể có. Nó quá mới nghe mấy bác nhỉ. Rồi em test máy. Đấy. Tới tất lùi thấy không? Tạo lực lái nha. Rất là bài bản. Đây khóa thắng. Đấy, thắng lại. Ra. Đây trợ lực lái nha. Rất là nhẹ. Xe ga còn miễn đếm từng ga được luôn nha.
đếm từng ga được luôn này. Thế là khi yên tâm mà mua chiếc này thôi, không phải suy nghĩ điều gì hết á. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác coi video em nha. Chiếc này 80 củ nghe mấy bác nha. 80 triệu cho một con này. Nếu như mấy bác lấy thì em sẽ bớt cho, cho thương lượng được ít. Thiệt sự có thành ý mua hãng thì alo em nha. Em sẽ bớt cho. Tắt máy đó. Tắt gần như là cái xe nó còn quá nhuyễn nên là tắt. Là nó vậy. Đây nha. Dân mà đất còn bám luôn nha. Bên em không dọn luôn, kệ luôn. Đấy, đất còn bám đầy luôn này. Đất á, không phải là rỉ rét đâu. Đó. Đất bám nha. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác coi video em nha. Con này 80 củ là em cho bớt một ít. Rồi được thì alo là em. Còn chăng mà 3220 rất tuyệt vời. Rất đẹp. Để mấy bác mà thích xe này thì cứ alo em mà em bán cho. Con này khỏi chê luôn.